bị Trương Phạm Rao bán chiếc quần đùi bỏ quên, Trúc Nhân phải lên tiếng thanh minh ngay lập tức. Nhưng những ngày rảnh rỗi ở nhà vì không có sâu chữa lúc dịch bệnh, Trương Phạm dọn dẹp nhà cửa và có vài món đồ cần thanh lý. Tuy nhiên điểm qua clip, đồ thanh lý này chắc chắn nhiều người phải ngã ngửa vì độ bá đạo và hài hước của thỏ trắng. Trong loạt đồ được Trương Phạm rao bán, cư dân mạng đặc biệt chú ý đến chiếc quần bỏ quên của Trúc Nhân, không biết giọng ca sáng mắt chưa, mua bao nhiêu lần và dùng bao nhiêu lần rồi nhưng được Trương Phạm bán lại với giá 50k. Người hâm mộ tỏ ra thắc mắc Trúc Nhân sang nhà Trương Phạm, làm gì mà để quên quần như vậy? Trương Phạm rao bán quần của Trúc Nhân với giá 50k. Ngay lập tức Trúc Nhân phải lên tiếng đính chính chuyện để quên quần đùi ở nhà Trương Phạm và bị thanh lý. Cụ thể theo lời Trúc Nhân thì vào một hôm nọ qua nhà Trương Phạm ngủ, mượn đồ thay ra, thì sáng hôm sau thức giận đã được bố của Trương Phạm giặt bộ quần áo đã thay ra, bao gồm cả quần jean. Vì vậy Trúc Nhân phải thả rong và mặc đồ của Trương Phạm, về nhà còn để đồ mình lại. Tới giờ vẫn chưa ai chịu trả đồ lại cho nhau nên Trương Phạm quyết định bán luôn chiếc quần của Trúc Nhân. Nguyên nhân được Trúc Nhân đưa ra cho việc để quên quần ở nhà Trương Phạm. Không biết câu chuyện dẫn đến việc quên quần của Trúc Nhân có thật hay không nhưng nhiều người đang nghi ngờ gian tình giữa nam ca sĩ và Trương Phạm. Liệu sự thật đằng sau có phải đơn giản chỉ là sang ngủ nhờ và để quên đồ như chính chủ đã chia sẻ? Cách đây không lâu, Nam Thư cũng buộc miệng hé lộ rằng Trúc Nhân đang quen Trương Phạm, khiến công chúng không khỏi tò mò về mối quan hệ của hai nam nghệ sĩ này. Video liên quan đùa vui vậy thôi. Trúc Nhân và Trương Phạm là những người anh em thân thiết trong showbiz Việt. Cả hai thường xuyên tụ tập chung trong hội bạn, ủng hộ lẫn nhau trong cuộc sống lẫn công việc. VT, theo thế giới trẻ Let's Explore Us.